Ê, người nói người biết chỗ cắt mắt nâng mũi thiệt sao? Hả? Nghe, Dương gia, ngài cứ yên tâm đi. Chỗ này làm mát tay luôn á. Nhưng mà ngài hứa là phải làm một chuyện trước đã. Làm chuyện trước đã là làm chuyện gì? Giọng vô mặt đi. Trời, cục đá bự như vậy, giọng vô mặt ba má nhận sao ra? Phải làm như vậy thì ngài mới có lý do đi cắt mắt sửa mũi được chứ. Ê, Dương gia chơi đập đá hả? Ta đang định đập nè. Đập sao không chịu nói ta, ta biết một chỗ nhiều đá đẹp lắm. Mày về qua đó đi, cục này xấu quá, đập chắc đau dữ lắm ha. Công công à, ngươi về trước đi ha. Mà chỗ đó sao không vậy? Dương gia, đừng có nghe lời cha nội công công đó nha. Sửa mắt sửa mũi đâu có nhất thiết phải đập đá vô mặt đâu. Chỗ không chỉ là chỗ mổ heo nữa. Ta mà nghe theo chắc là thành heo lên bằng mổ rồi phải không? Vậy để ta chỉ ngay chỗ sửa ha. Cô nhắn cho ta địa chỉ đi, mai ta ghé qua liền. Ê, không thành vấn đề. Nhớ là phải chỗ uy tín đàng hoàng. Người chỉ hoàng thượng qua viện thẩm mỹ in trên Khánh Anh phải không? Bên đó ít ra các mắt nâng mũi tiêu chuẩn cũng Hàn Quốc, có chứng nhận đàng hoàng mà. Ý người nói chỗ ta làm lậu. Hoàng thượng đang tính qua ta sửa, ngươi đừng có toa mồm. Hoàng thượng tiếc tiền ham rẻ nên mới nghe lời ông thôi. Dám phạm thượng hả? Bắt tên tiện nhân này cho ta. Người có tình tà tán xéo hoán nhà người không hả? Dừng chơi. Sao ngài dám nhánh phụ ngữ nhớ mà ngài vậy? Để định giỡn trời gạt cha chúng má phải không? Mã dạy chứ quân. Ông có tin là chưa up clip này lên Facebook không? Giỏi lắm. Hở ra là quay clip được ha. Ta mới dùng tay mà đã đánh đâu. Con đã nói với mẫu hậu bao nhiêu lần rồi, cứ qua chỗ Mã đại mà sửa vậy là được rồi. Vừa tiện vừa rẻ vừa có khuyến mãi nữa. Thì bên đó là tốt nhất rồi còn gì nữa. Thần thiếp cũng đang định qua đó tút nè. Vì mà Tam Hảo kêu ta qua thẩm mỹ in trên gì gì đó, còn bảo bác sĩ có kinh nghiệm 14 năm ở bệnh viện 11 năm. Tại mẹ có nghe Tam Hảo nói sơ qua là in trên Khánh Anh chuyên thẩm mỹ theo phong thủy. Nhưng thôi giờ con đã là vua, cần gì phong thủy nữa. Cứ sửa rẻ để tiền dắt mẹ đi ba. Hoàng thượng bớt giận coi chừng nổi mụn đó. Giờ ba má con mình đi chung, chàng sửa gì thì chàng cứ sửa. Thiếp với mẫu hậu bơm vú chờ chàng ha. Ta già rồi ai bóp nữa mà bơm. Úi cha, bơm mông làm chi bây giờ nhất cái đít quá. Mẫu thân, người còn tiền không? Cho con mượn ít đi. À, con à, sao cứ suốt ngày xin tiền mẹ đi bao gái hoài vậy? Nghe lời mẹ, Ngọc Trinh nó đã kiếm được nơi yên bề gia thất rồi, con buông tha cho nó đi. Con xin tiền là để đi đơn mũi, con phải qua thẩm mỹ theo phong thủy. Chứ tàn như vậy gái bỏ con hoài à, chắc con FA luôn quá. 3 tháng sau. Các người nghe đây, kể từ nay về sau, ai có nhu cầu muốn cắt mắt sửa mũi cứ qua Incheon Khánh Anh 843 Lê Hồng Phong quận 10 mà làm. Đừng có nghe lời Hoàng Thái Hậu tiếc tiền ham rẻ, ki bo bủn xỉn, dụ dỗ hoàng thượng qua mấy cái chỗ tào lao. Nghĩ sao lấy đá giọng vô mặt cho đã rồi bắt sửa như Tùng Sơn. Xấu bỏ nhà đi bụi luôn rồi. Nhưng cũng cảm ơn bà, nhờ bà xấu xa như vậy ta mới lên được ngôi vua. Cũng nhờ ta sửa ở viện thẩm mỹ Incheon Khánh Anh nên mới đẹp được như vậy. Ta mà nói ta đẹp nhì thì chẳng có ma nào dám nhận đẹp nhất đâu. Giờ các ngươi không muốn bị chém đầu thì nói thử coi ta đẹp hay không. Ô, hoàng thượng rất đẹp. Hoàng thượng số đẹp, số đẹp. Hoàng thượng số đẹp, số đẹp.